Cô giáo đố ông, đố ông cũng nghĩ khi đến với Đà Nẵng nó như thế nào. What you feel here? Huh? What you feel in here? It feel very peaceful. And very good. Very good. I think this is very very good here. Đánh với routine nó như thế nào? I think you're good. You come and photograph routine. I think you, what you feel? I think you do a good job. I think you're very good at what you do. Là sao? Tôi sẽ nghĩ là làm rất là tốt. I like your style. I like the way you run your photography shop. Ông phải cái cách làm của anh. You make you feel relaxed and that's good. Good, it's good. Different. Thank you. Yeah. It's not boring. Rồi nào hỏi. Nói chung là làm vui vẻ, không có cảm giác gọi là buồn chán. Rồi hỏi ông có cảm giác nghĩ cảm giác anh ơi, cảm giác thì anh ta. Tất nhiên là phải nói là em. Đó hỏi đó. Em xong có chưa feel mà about me. Oh, Belle, you want to know something about Lynn? No. Oh, because Lynn's a good lady. She put up with me. She understands me, which is good. Cô ấy hiểu tôi. We're two very unusual people, brought together in a very unusual world. Đi nhậu nhiều quá. Đó ngày dắt ông đi nhậu, ông lâu nhậu được đâu chị ơi. We have big cultural differences. À, giờ nãy uống nước trà mà cũng cùng đó. Uống nước trà một ly. Học cô giao đó. Cô giao chị. Đó ngày lâu ông theo, ông đâu uống đâu. Tay nó cầm chô phải không? Giống như là ông một pháo ông về đang lần. Yeah. Thì ở đây khoảng 5 ngày thôi mà nhậu ông đâu dám nhậu đâu. Sợ xỉn lắm không? Good. Whatever you said then. I talk about you when I go back tea with friends, you are way not really meaning a lot. Yeah. Ông ơi sáng cho mày ha. Mày ha. What? Now you feel tired. What? When you photograph until now, what do you feel? Tired and well? Yeah, yeah. What do you feel? About our photographs. Yeah. Yeah, I think they're good. Yeah, it's pretty busy. Very busy. Vâng, nhưng mà khỏe. Busy good, but it keep you very active. Like it's very exciting. Very exciting getting photographed. No, ông là photo nói là diễn tốt lắm. Vui tính. Good. Yeah, good. Ellie's very good. Yeah. Yeah. We still got much work to do. Can talk about you, Bull. Oh, thank you. We can feel many things be good. Yeah. Not talk a lot. Yeah. Can hear. Yeah. I can hear. Yeah. Yeah. But my hearing a little bit not very good. Listen yeah. to him. Yeah. So I'm very happy. Very happy to be here. Very happy to have team photograph. Good. good. Very good. 10 out of 10. 10 out of 10. Đó, mấy bạn ơi, đây là hai cặp đôi cô dâu người Việt Nam. Chúng ta đến từ New Zealand. New Zealand. Wow. Put me all up. Throw it up the top of a mountain. Chú rể đến từ New Zealand. Nước Mỹ. Đó, còn cô dâu Việt Nam đến từ Cần Thơ hả cô dâu? Cô dâu Cần Thơ hả? Cô dâu hả? À, Quỳnh Hương, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận 4. Quận 4. Chú rể đến từ New Zealand ở nước Mỹ. Còn đây New Zealand. À, ai biết. Còn riêng đây nè, team này đến từ Đà Nẵng. Very good. Mấy bạn biết không, New Zealand đến từ nước Mỹ đó. ghê. Ghê thì không thể tin được đó. Đấy. À, chú rể rất là dễ tính, rất là vui tính. À, chú rể sinh năm mấy cô dâu? Chú rể sinh năm nhiêu? 1965. 1965 hả? Cô dâu là 84 hả? 82. Hả? 82. Ổng số mấy hả? À? Ổng số mấy? Tính là ổng mấy năm mấy? Không, ấy là 196 mấy á. 1965. 65. 65 là năm nay là ổng 54 tuổi. 54. 54 một trẻ à. Người đứng ngoài họ dễ, người ta dễ.
có lúc nhỏ thì người ta nhìn già. Đây. Già chín tuổi nhưng mà lớn lớn người ta là trẻ. Still or nearly there. Có người trăm mấy trăm tuổi nhìn như là ở Việt Nam mình cái tấm mấy.